xe cổ đẹp. Còn nếu mà nó xấu thì thật sự với các anh em xe đi ăn đi làm không có giá trị cao. Đấy các bác xác định nhá. Hãy cho em xin vài kiểu ảnh Enzo ạ. Enzo 2 hay là Enzo? Gì nhỉ? Jeep vừa xong biển Hà Nội anh em ạ. Biển Hà Nội bán giá 9 triệu, Vision 30 triệu có không anh? Có nhiều luôn ạ. Đời cao luôn rồi chứ em. Vâng, lấy Hà Nội ạ. Xe Bred đen cho em một xíu nha anh em nhé. Cái tay của em bỏ xuống, tay em bỏ xuống. Cái đấy cái tay đúng rồi, cái tay bỏ xuống. Nó bị chặn Honda Click. Vâng, Honda Click 209-10 cho em. Một chiếc Click màu đen bản 5 nan, chưa được 6 nan. Con này nét 2010 chờ em lên bây giờ đấy ạ. Lên nét 2010 thôi cho chị. 9 triệu cho chiếc Click Honda Việt Nam nhá. Anh em nào quan tâm thì liên hệ giúp em, biển Hà Nội. Rồi, biển Hà Nội anh em ạ. Một chiếc Click 209. Vâng, 209. 9 triệu thôi, dọn dẹp xong xuôi bác nào quan tâm 9 triệu Việt Nam đồng. Dọn sạch rồi anh em ạ. Vâng. Hàng nó cũng là hàng gọi là vừa phải phải thôi. Lành tính mà rồi. Đi nó cũng là dễ đi, dễ sử dụng. Anh Việt Trần đang bảo là Jeep 9 triệu nhé, 8 triệu nhé. 8 triệu à? 9 triệu anh ạ, vâng, 2014 anh ạ, 8 triệu thì anh lại lấy 2011-12. Em cũng vẫn có các cái mặt hàng với cái phân khúc giá phụ anh được. Nhưng mà đời nó hơi cao, anh cố lên cho em một chút. Giá không em like là những cái giá rất thấp rồi ạ. Đang oi, không mưa. Dạ vâng, oi được ra nó lại mệt mệt. Con Jeep vừa xong đấy là 9 triệu mà đợt 2014, xe dọn sạch sẽ rồi, máy còn nguyên, máy móc chất lượng. Rẻ quá, 9 triệu rồi. Em ra lọc cho anh em xíu lấy may mọi người nhé. Anh Ngọc Bích có xe nào 4 củ dành cho anh em nước vỡ? Có chứ ạ. Những chiếc xe ga hàng cũng nhiều khách hàng đến đổi thì thôi em cũng nhập để anh em có cái phương tiện giải quyết đi lại. Thì anh để lại số điện thoại thì các bạn sẽ gửi cho anh nhé. Em mới chạm vào cái gì mất tiếng hả? Mất tiếng hả? Anh em nghe được tiếng không ạ? Giới thiệu đời Jim Thái 29 giá 17-20 triệu. Anh Quốc Minh, em có một chiếc 1695 em quay cách đây hơn một ngày thì em bảo các bạn online gửi giúp anh nhá. Thì anh Quốc Minh đợi các bạn online sẽ gửi ảnh anh chiếc đấy. Mất tiếng rồi chị anh ơi. Còn anh có. Vâng. Quay gần em ơi bây giờ. Quay gần. Click là em bán ra với giá là 9 triệu đời 2009 nha anh em nhá. Anh dạ em vâng. Quan tâm một chiếc Click em dọn sạch sẽ ngon lành cành đào rồi. 209. Hiện tại bên TikTok nó có lỗi một xíu về bị hết pin. Anh em tại vì ban sáng em sẽ nói là mic gần, anh em thông cảm nhá. Rồi. Quay lại đến với một chiếc tiếp theo, một chiếc Ablet. Đấy, hàng Ablet 201. Hồ sơ đấy anh em trả tiền hồ sơ phí cho em thôi. Bên em không bao ship, không bao giúp hồ sơ ạ. Hiện tại giá trên nhà cửa hàng em đang bán ra với giá là 29 triệu đồng. Đấy anh em nào hoan hỉ vui vẻ. Máy thì khẳng định với em là chất cho mọi người nhá, siêu chất luôn. Đấy nghe tiếng máy phê luôn. Dìm Việt phải như vậy đúng không các bác? Dạ không mưa anh Nguyễn Đại ơi. Hiện tại là Cầu Giấy đang không mưa, đang hơi bay rồi. Anh Đoàn Hiếu, vâng bên Bến Đỏ ok anh ạ. Dung đi chơi hôm nay mới lên. Vâng anh Khuất Lý hôm nay chị mới lên. Thổ Địa Tuấn 23 triệu. Không được anh nhờ, okay, các anh em okay. Cố gắng lên giúp em. Những sản phẩm em nghĩ là cũng không có nhiều đâu ạ. Anh Đức Nguyễn 27, cố lên nữa đi anh ơi. Anh Trần Đoàn lên Vec 3, chút em lên. Mic của chị Dung mới là hơi bé, nhiều anh em phản ánh. Nên là chị chuyển cái mic ở bên xanh vào gần nó. Này, anh em hôm qua bọn em like hết pin cả hai mic, cả hai bộ luôn. Hôm qua anh em nghe tiếng em nói cùng với thiệp rồi rồi anh em cố gắng nhá, em sẽ cố gắng hai chị em khắc phục đó. Rồi rồi đến với chương trình tiếp theo, về Jim anh em còn quan tâm vấn đề gì nữa không? Nếu không chúng ta sẽ tiếp tục với một chiếc SH bản SH Việt Form nhập đầu máy 501 đời chót rồi. Nhớ cho em là hàng Jim nhá, anh em cùng xem Jim từ những nhìn đây đi gần. Có một lớp dầu bóng, nhưng các bác nhìn qua xước vào thịt này, nó là sơn zin này, nó là đồ trong lúc kỹ thuật kiểm tra lại âm thanh thì em vẫn ở đây và gửi đến các bác thấy lời những sản phẩm các bác có quan tâm những sản phẩm nào và trả lời những câu hỏi thắc mắc của anh em. Thế là anh em có nhu cầu về gì thì báo lên giúp em nhá. Anh Phi tiếng nhỏ quá em ơi. Vâng, đang khắc phục ạ. Mic của chị gái nhỏ quá. Anh Đỗ, vâng, đang khắc phục anh nhá. Anh đợi em một chút. Trong lúc chờ đợi thì mong các anh em chia sẻ giúp tại em. Thì là hôm qua anh bọn em ở nhà lắp mic là hai có hai bộ
hết pin tất cả hai. Rồi. Chị cố gắng để like cả ba nền tảng đấy, ba máy đấy. Xin chào shop anh Minh Quang. Rồi, 27 triệu rút rồi, hồ sơ thì biển Hà Nội hết bao nhiêu? Rút hồ sơ thì cứ dao động tầm 2-3 triệu, còn về Hà Nội thì biển cố bấm theo giá thị thành của thành phố Hà Nội. Đấy, anh em cứ xác định như thế. Rồi, chúng ta con tiến ok hành. Mà, con đấy máy ok luôn, có hình hài thôi. Rồi, một chiếc SH nha anh em nhá, form nhập. Đây, đi chi tiết vào. Form rồi. Nhập. Hình hài đẹp, màu đỏ. Đó là form xi nhan đẹp. Sơn gì? Ok, nhà Linh. Vẫn còn tuổi ăn tuổi chơi anh ạ. Sơn này, các bạn nhìn cái sơn đúng nguyên này, có cái vết xước nhỏ này. Ôi, các cái răng chưa gãy một răng nào. 452 Chùa Cầu Giấy Hà Nội nha anh em nhá. Nguyên bản. Đây xước. Nhà anh chị ok, có luôn. Để chân này, mình nhìn. Hôm nay có ship về cho mình không vậy? Anh rèm thám tươi. Hôm nay anh ship xe gì nhỉ? Ôi cái da máy còn nguyên bản này. Anh có thể liên hệ với các bạn bán hàng giúp em nhé. Vâng, anh đặt cọc thì anh báo với các bạn. Nhìn cái đầu máy chưa? GF501. Đây cái đầu máy này. Và tiếp tục nhìn luôn cái đường lắp. Đẹp không các bác? Đây, hàng nó đẹp nó như thế. Dạ. Xinh nhan này, nắp hậu này, nguyên bản hết nhá. Đây, cái biển, nhấn mạnh cái biển này các bác. 29E1 58658 đúng không ạ? Biển Bồ. Quất lý. Đầu là sinh phát rồi lại lộc rồi lại sinh phát, nói chung là toàn 86 mới cả là 85. Vâng, 68 thôi. 68 86 anh em ạ. À. Toàn lộn tóm lại là biển tươi. Quá đẹp. Đặt được cái biển, biển đấy rất là tươi anh em ạ. Và càng ô bồ này và cái ốc treo máy, các bác có thể nhìn sâu vào trong nhà một chút nhá để thấy cái ốc treo máy hơi khe luôn. Đấy các bác nhìn ở trong ốc treo máy nhá. Còn nước sơn này. Ồ. Anh em cho em xin nút chia sẻ mọi người nhá. Để các để em và đồng nghiệp giới thiệu những chiếc xe mà đang có mặt tại nhà em. Vâng, một chiếc xe đời 2012 màu đỏ đô. Máy còn zin không em? Con này máy zin không? Máy là cơ còn các anh em nhá. Vâng, cơ còn để em báo cáo luôn để anh em có thể yên tâm tới cái sản phẩm SH 125 Việt form nhập, đồ sần nguyên bản, okay, nhựa nguyên zin. Đấy, em vừa tả chi tiết rất chi tiết rồi. Các bác nào nghe tiếng máy thì cùng nghe với em đây. Vâng. Lại được cái biển đẹp, xe chất đời chót của Việt form nhập. Form dáng thì đẹp, máy thì chất, biển thì tươi. Giá 73.500.000. Đấy, các bác phải cân đối cả cái giá đấy nhá. Tại vì với những cái phăng form dáng SH nhập, bác nào mà nhớ cách đây mấy hôm là bên em có nhập 73 triệu của một anh chị đến bán cơ, bán màu đen cơ, mà biển bình thường 00042. Chiếc này lại là biển tươi mà giá bán ra bằng như giá nhập vào, đời lại là đầu máy 501, cao hơn chiếc vừa rồi 500. Nếu các bác nào quan tâm thì liên hệ giúp em. Đẹp không? Các bác thấy từ cái pha này, các bác nhìn zin này, các xi nhan bên này này và đèn hậu em vừa quay đều nguyên bản hết đấy ạ. Đấy, cái đồ sần nó đều theo xe, nó hàng nó các cái mang sông mang cá này đều nguyên zin hết. Nó nhìn nó liền lạc rất đều và đẹp. Rồi. 2012 nha anh em nhá, xe máy. Vâng. Xe máy rất là chất lượng. Tả thì bên em cũng tả rất là kỹ càng rồi. Máy dọn. Đây, 2012 đỏ đô đây. Đấy. Anh nào hỏi anh Trần Trung Đại Gia. Dọn anh hay không dọn? Bên em là anh bên Vy em Hà là Linh. Tả hết rồi, rất là kỹ càng cho anh em rồi. Anh em nào hợp lý, hợp túi tiền của mình có thể là cân đối giúp em. Những cái dòng xe này không phải là ai cũng hạ tiền mua. Đúng rồi. Đấy, giờ xong báo là bao nhiêu tiền em? 73.500.000. Đấy, nếu mà anh em cân đối một chiếc xe nhập khẩu với một chiếc xe Việt Nam 2012. Vâng. Thì đừng bỏ qua sản phẩm này. Đừng bỏ qua sản phẩm này, nó là hàng chất lượng. Đấy. Biển nhá, nhớ cho em nó còn liên quan cả cái biển nữa, một trong những cái mà anh em mình có thể bây giờ phải chính xác là có tiền mới mua được chứ không đúng dễ không? Gì mua được những cái biển đẹp. Đang ở Hà Nội đấy. Nhưng muốn bấm biển Hạ Long có được không? Anh em có khẩu. Anh có khẩu ở đấy, đấy. Anh bấm được. Đúng anh rồi. Có khẩu thì anh phải nhờ người bấm hộ cho anh thôi bấm ạ. Bấm hộ thì anh Hùng Cao Bằng thiệp giới thiệu 2012. Xe. Cảm ơn anh Hùng nhá. Con này thì 73 triệu. Có hết mồ hôi anh Dung Lê. 73 triệu 500 ạ. 73 triệu anh em. Anh Tuấn Canh và chị Dung hét to lên. Vâng. Thôi anh để cho 70 em anh Nguyễn Hiền. Ôi anh ơi còn mấy triệu nữa đâu. Cố lên sản phẩm này không có nhiều. Anh Xuân Hiền thật ngọt. Nó ngọt thật. Sản phẩm này là phải ghi nhận ngọt. Nó ngọt từ hình thức. Các bác đây quay lại một lần nữa cái mặt ban thờ và cái đổ sần để các bác thấy anh được. Em đang bảo là 12 mà nó lại mới thế. Đúng anh ạ. Tại đây, vì bản các bác nhìn khách này. Chủ người ta giữ đồ zin mà. Đây là cái tem này cũng zin nha các bác nhé. Đây, cái phần sần này nó nguyên bản. Còn các chi tiết các bác cùng xem này. Đây, đỏ 70 triệu bán không? Không được anh Vi Hà Linh. Vâng đúng rồi, em có hai anh ạ. À. Cảm ơn anh nhá. Anh chia sẻ giúp em. Anh không thích 58 mà anh lại thích 69. 69 thì đẹp hơn, em thích. 58 đẹp mà, 58 là
À, xinh rồi. Mà. Đúng rồi. Không? Mỗi anh em một sở thích, nhưng mà chiếc này em thấy là cũng rất đẹp rồi. Bác nào quan tâm thì liên hệ, và cũng mong các bác có thể những cái chia sẻ, những cái like giúp em sản phẩm này có thể nhiều anh em đang tìm có thể biết được đến. 73.500.000. 2012 anh em, dạ, nhé. Vâng. Một chiếc xe SH Việt form nhập. Đấy, anh em quan tâm thì làm cho em con này, máy căng luôn anh em ạ. Quan trọng là chủ cũ người ta đi ít, người ta giữ gìn. Anh Sơn Khoan 69 không được anh nhá. Rồi. Rồi em ơi. Tiếp theo, đây các bác đến chiếc đấy, đang xem một chiếc SH nhập chuyển sang ngay một chiếc SH Việt. Đây, hai để cũng là tiện để so sánh và giới thiệu đúng không ạ? Động cơ thì đều là 125, nhưng mà một hàng thì 212, còn một hàng thì phải 718 mới là được form dáng của dòng này các bác nhá. Đấy. Rồi. À, xe đấy vừa giờ anh chốt, anh gửi cọc luôn. Vâng. Anh không có nhiều anh ạ. Những sản phẩm SH Việt form nhập hiện tại 73, em còn 500. Một chiếc duy nhất đấy thôi. Vâng, nhập thì em còn khá nhiều, nhưng Việt form nhập nó đời cao, giá thành nó lại êm. Đấy là cái lợi của Việt form nhập. Máy vẫn là máy nhập các bác nhé, nhưng là lắp ráp tại Việt Nam thì người ta gọi là Việt form nhập. 73.500.000 nha anh em nhé. Một chiếc xe Việt form nhập vừa xong đời 2012. Rồi. Còn coi như là đời chót rồi ạ. Dáng dấp như Việt luôn, à như nhập luôn, không khác cái gì cả, dáng rất sang và đẹp. Thế còn đây là dáng của Việt này, lắp ráp tại Việt Nam, sản xuất tại Việt Nam. Hàng được các bác cũng đặt rất nhiều niềm tin và hy vọng sản phẩm Việt. Rồi, led 2 tầng anh em nhá. Một chiếc form dáng đẹp mà rất là nhiều anh chị em tìm và thích những cái form dáng này. Thứ nhất, form dáng đẹp, hai máy móc tích êm. Đấy, nhiều anh em thích form dáng này lắm mọi người ạ. Bây giờ thì giá thành nó lại yêu thương vô cùng đấy. Đúng rồi, biển số form dáng đời đầu các bác nhá, tháng 12/2017 đấy, à tháng 12/2016 cơ, nó là da đầu tiên mà cái da máy này vẫn còn từ ngày đấy này, các bác nhìn thấy cái da máy zin rồi, cái bưởng lát bên em có lau dầu thôi chứ không phải sơn xi gì đâu, đấy lau một lớp dầu bóng ủ để cho nó tránh bẩn bụi, cái sần này cũng là gọi là đánh lau sần bẩn bóng thôi. Đấy, các bác nhìn nhìn biển 29D2-00835 anh em nhá, một chiếc 2022 tháng 12/2016 đời đầu tiên của form SH đèn led 2 tầng. Đấy, cái đời đầu bao giờ nó có những cái mà nhiều các bác lại thích đấy. Em thấy bán xe đồ Việt Nam này, những cái bản sản xất đầu tiên như Zin Việt hay là Way đúng không ạ, đều được các bác chọn đời đầu đi trước và chọn ok nhất. Thì đây các bác nào quan tâm đến SH form đèn led đầu tiên thì chọn cho em chiếc này. Rồi. Đấy, 2010 tóm lại form dáng 2017, 2016 nó là mặt đồng hồ, mặt đồng hồ xanh anh em ạ. Đấy, đời này là đời cuối năm 2016 rồi. Đầu năm 2017, tại vì 2016 thì tầm khoảng tháng 64 triệu. 9 tháng 10. 64 triệu. Ưu điểm nó là phanh ABS chống bó cứng là cái đầu tiên. Đầu tiên. Đấy các bác nhá. Tiếp theo nó là bản đèn led 2 tầng, nó là form dáng đẹp mà các bác vẫn ưng ý. Về máy em cam kết là nguyên zin, không tai nữa tai nạn. Đặc biệt là cam kết với bác tuyệt đối là không ngập nước. Đấy, nhiều bác đang quan ngại trong cái thời gian mưa gió. Bên em có thể nhập nhầm phải những sản phẩm ngập nước thì em cam kết một lần nữa máy là tuyệt đối không nói không với xe ngập nước. Nên các bác yên tâm, có kiểm định và kiểm tra rõ ràng. Đến cái yên mà đây, Caramel có thể vào gần đây để cho các bác nhìn được cái yên để thấy được là tại sao nó chất. Cái yên ngồi này các bác này, sau 16 độ cứ cho là 7-8 năm đi. Đây ngồi cái yên như thế này, các cái đồ sần như thế này, các bác nhìn okay, không để nắng để bạc chất như vậy thì các bác có thể yên tâm hiểu là cái máy người ta phải giữ đến mức độ như thế nào đúng không ạ? 125 anh em ạ, con này là 125. 64 triệu. Vâng, hiện tại công tơ thì nó có mấy nghìn nhưng mà con này nó chạy còn lốp không em? Phanh ABS thay đôi lốp chống trơn trượt rồi. Đây cái lốp chống trơn trượt rồi, các bác nhìn cái la răng này, gọi là ABS càng này, vành này, đúng không ạ? 62 triệu này. Chốt. CBS thì rồi. Anh em lấy thoải mái. Đây, quay gần cho chị đây. Anh em nhìn nhau, em cái ABS hộ em cái. Đây anh em nhìn này. Anh em nhìn cái độ sần này. Tay nắm vẫn còn này. Đấy, tay nắm bên này độ sần này. Anh em nhìn nghe tiếng máy. Mượt mượt luôn anh em ạ. Đấy. Nó là form 2017 nhưng mà người nhá, tại vì là bình thường là những cái form này nó cuối năm nó đã lên form mới rồi. Đúng rồi. Đấy, bản thân con này nó là đời 2017. Đời đầu tiên. Đầu tiên nó mới ra anh em ra phát chụp luôn. Đấy, đúng không? Bác nào cũng ra mẫu mới phát anh em chụp luôn. Thành ra là nó là cuối năm 2016 đấy ạ. Chứ thực tế là nó là form 2017 trở lên mọi người nhá. Đấy, 125 ABS. Dạ. Mà 60 mấy triệu? 64 triệu. 64 triệu. Hai khóa đầy đủ, động cơ là zin. Nhựa có lướt nhưng mà nhũ rất đẹp và đều. Các bác có thể xem. Đây. Cửa hàng ở đâu vậy chị? Cửa hàng mình ở